Xin chào các anh chị nhà đầu tư Thì bên đi trong phiên ngày hôm nay thì nhìn chung anh chị mình có thể thấy Rồi có vẻ như hôm nay nhìn vô chỉ số là bắt đầu có biến động rồi đúng không Hôm nay chỉ số nhìn rất là ghê giảm đâu đó khoảng tầm là 12 điểm Nhưng chúng ta sẽ cùng nhau đi bóc tách để xem coi là cái sự giảm điểm ngày hôm nay Nó đến từ những yếu tố nào Tác nhân là do đâu Sự điều tiết ra sao với lại em chia sẻ với anh chị mình ở trong rất là nhiều những cái video rồi Cái việc chỉ số nó lên ngàn ba hay là nó tăng út Chứ nó tăng bữa giờ rồi nó chỉnh thì rất là bình thường đúng không cái quan trọng nè nó chỉnh cổ phiếu mình có bị gì không rồi nó tăng cổ phiếu mình có tăng không thì chưa giờ tăng mà cổ phiếu không tăng thì nó cũng vậy đúng không rồi chỉnh anh chị có mua không mà lúc tăng bữa giờ lúc trước lễ tăng anh chị bán chưa à, nguyên tắc là gì quan trọng là chiến lược và góc nhìn chứ nhìn chỉ số để làm gì cái quan trọng là mình có hành động không rồi mình có đưa ra được chiến lược không rồi thấy cái đó mình có hành động không cái đó là mới là điều quan trọng còn bây giờ cứ cứ số ngày cứ view là ngàn ba, ngàn ba, dưới ngàn ba, chỉnh về đâu, chỉnh để làm gì? Đó mà quan trọng là mình đang view những cái cổ phiếu nào và chiến lược gì anh chị đã được đặt ra. Đúng không? Ví dụ chiến lược hệ thống nguyên, nguyên đâu có thay đổi. Đúng không? Nguyên nó thị trường này lên. Được chưa? Trong quá trình lên, tăng chỉnh là bình thường. Có tăng phải có chỉnh, nó tùy thuộc vào cái độ FOMO cũng như là cái yếu tố của bà con và số đông số đông mà đua lại nhiều là người ta chỉnh thêm được chưa mà số đông càng chán thì nó lại càng dễ lên đơn giản ấy thôi làm sao anh chị hành động nó phù hợp bởi vì mới có tiêu đề là gì đi đường vắng tránh đường đông đúng không mình sẽ flexible tùy theo những cái diễn biến mình thấy đường ở đông mình quẹo mình thấy đường nó vắng mình đi tiếp hình dung chưa đó đó là chiến lược giống như trước lễ tăng ngày lo bán đi đúng không ở dưới này nè thì mấy ông chừng chừ mấy ông không lo đánh mấy ông view thị trường rơi thêm nè ở những cái vùng ở dưới này nè thì hoài nghi về thị trường đúng không rồi lên tới đây á bắt đầu gần nghỉ lễ thì bắt đầu đua vào qua lễ nó rủ cho anh dung chưa qua lễ nó rủ cho thấy chưa đúng không rồi hạn trước lễ cái dòng trước lễ cái dòng này là dòng mạnh không chỉnh nhiều Dòng nào anh chị bất động sản đúng không và chính cái dòng bất động sản là cái dòng hôm nay giảm nhiều nhất luôn hôm nay ảnh hưởng mà điều chỉnh nhiều nhất là bất động sản anh chị thấy không cái nơi nào người ta đeo bám đu đuổi nhiều là anh chị thấy có rất là nhiều bên họ đã bán những cái cổ phiếu nhà trụ nè em là một trong những người mua cổ phiếu trụ từ nền lúc không ai để ý cả nổi lên một cái một nhà đua luôn ai cũng đua vô hết xong cắt lỗ trụ nè cắt lỗ những con mà mua trẻ nè đúng không rồi giai đoạn trước lẽ có mình bơm sẵn sản là một vài con neo giữ tốt hay là hoặc là những giai đoạn mà những cái phiên đầu tiên sau nghỉ lễ cũng vậy người ta bán những cái con mà điều chỉnh mua thất bại mua đu mà mới bị chỉnh đảo mua bất động sản này nó chỉnh cho một cái nữa thấy chưa thấy quy tắc chưa cái đường nào mà càng đông là kiểu gì cũng kẹt xe là kiểu gì cũng bị đủ cho xem rồi những cái cổ phiếu mà đang chỉnh á, thì hỏi mua không thì lại không dám mua thấy không không có cái tư duy ngược cứ đi theo cái số đông như vậy rồi hôm nay là cái dòng nào là dòng lên hôm nay thị trường đa phần sẽ là chỉnh nhẹ đúng không ảnh hưởng một tí xíu mà tập trung nhiều là sự ảnh hưởng đến từ dòng bất động sản tại vì rất nhiều con là bốn năm phần trăm được chưa vậy thì cái dòng này là cái dòng mà được tăng nhiều nhất trong phiên ngày hôm nay đa ba cô chăn nuôi đúng không baf trời ơi con này nhỏ xíu xíu à nhưng mà nó cũng là tăng à, thế là rất nhiều bên lại bán bất động sản ra đua qua những cái trạng thái đa ba cô như thế này đúng không bùng nổ ngay kháng cự tiền vào đóng cửa không cao nhất về kỹ thuật bình thường nha mình chưa nói tới yếu tố là đông hay là không đông hay là phô mô hay là không phô mô hay là nói về số đông hay là cung cầu bình thường nhìn cái quy tắc nên bùng nổ gặp kháng cự tiền vào mà đóng cửa không cao nhất như thế này là xác suất là mấy bữa sau kiểu gì cũng bị rủ nữa cho coi thấy chưa rồi lại đi cắt bất động sản đúng không hạ tỷ trọng đồ này kia rồi cũng vừa mới gia tăng bất động sản cũng gần gần đâu cái nền trên đó đó rồi cũng vừa cắt ra ủa đánh, đánh giống như là đánh tới không vậy đó mua thêm rồi mua ngay chỗ đó rồi lại cắt ra cũng ngay chỗ đó đúng không rồi bây giờ lại cắt hẳn ra rồi lại đi mua vào những cái con tăng vào hôm nay đánh một cái vòng lẫn quẩn đó, đó là thị trường đó, thì tăng không bao nhiêu thị trường cũng chỉnh không bao nhiêu mà cứ một lần là lỗ bốn năm trăm lần bốn năm trăm mới làm cho bốn lần là hai chục trăm chứ còn gì nữa hình dung không nguyên tắc là vậy nên anh chị thấy hôm nay á ai mà đi bắt đầu đi hô giống như bữa mà con stb rồi đó em mua từ trước nó nổ lên bắt đầu nhẹ ai cũng tư vấn stb hết ơ stb kinh giảm đó cái đó chỉnh vậy không dám mua mà sau bữa nổ lên không bán đi thấy chưa đó rồi nó chỉnh vô thấp như này nè sống mua mua đi Đây là cái giá mua được nè ta sống mua đúng không nổ lên á thì mua một nhà thế như hôm nay nè hôm nay anh chị thấy ai mà đi hô dabaco á trong media rồi này kia tối nay là kiểu gì mới đu chứ cái gì thấy chưa xác suất ăn bồ rất cao đúng không một cái vòng luẩn quẩn đó nó cái gì mày đánh bùng nổ là không ăn rồi mà cứ thế mà đánh đúng không ạ à? ta nói một lần hai lần không sao nhiều lần là lì đúng không biết sai mà vẫn làm hình dung nó là như thế anh chị ha rồi ok thì mình view sơ qua coi hôm nay là chỉnh đến từ đầu ha hôm nay chỉnh thì em hay tác dân đến từ trụ thôi Chính bản thân những con trụ là những con kéo thì chính bản thân tụi nó cũng sẽ là những con tác động chỉ số và mỗi con tác động một tí xíu dẫn đến là thị trường này sẽ có những biên độ giảm. Ví dụ mình thấy là con B con BVH nè, đó giảm một phẩy mấy phần trăm. Thấy chưa? Rồi đa phần các trụ đều giảm đâu đó khoảng tầm là một phần trăm. Nova nè. Đương nhiên nó sẽ cân lại một vài con ví dụ như là Vinamilk hay là MWG thì nó vẫn tăng tốt. Đúng chưa? Nhưng mà đương nhiên á mình tính chung nè, trụ nó có tới gần 10 con, mười mấy con. Mà có hai con xanh thì làm được cái gì? Nó chỉ là một cái gì đó gọi là cân lại trọng số thôi. Nova nè, dính tới bất động sản giảm 4%. Được chưa? Những con kia là tham chiếu là chính. SAB nè, bữa giờ tăng rồi dí thêm 2%. Vietcom nè, Vietcom tăng rồi, giá này dám mua không? À, em nói anh chị rồi nè, trong room em kêu nè. Em rất tính mua trụ rồi. Được chưa? Nè, ngày hôm qua nè, em view cho anh chị ngày hôm qua nhé. Đây nè, hôm qua nè, Bốn giờ chiều ngày hôm qua là tổng kết hôm nay và nay tiếp tục tạo sự chán nản Chứ có diễn biến gì mới dòng nào chưa lên thì nó lại lên Đấy chưa các mã trụ là lên trước rồi mà có những sự đeo bám thì sẽ bị rủ hôm nay á, là ngày hôm qua á nha à, em tính mua cô vợ trụ rồi nhưng mà em chờ thêm ngày mai vậy thì hôm nay nếu nó dí thêm như vậy thì ngày mai mình mua không canh chứ giờ bây em những con trụ đều về lại những cái vùng nền dưới tại sao không mua ở trên này tại sao không bán rồi dưới này tại sao lại bán Đấy chưa? Bây giờ chắc chắn những cái người nào họ đua trụ đua những cái cổ phiếu trụ ở trên những cái vùng trên này nè, bây giờ người ta chỉ hỏi là chết rồi. Có có bán không nguyên? À, có bán không em? Rồi. Giả bộ mình kêu bán đi để chị phải không? Để, mình vô mua chứ sao? Thấy chưa? Mình nhìn sơ là như thế, mình nói vui ra nha. Đó. Rồi Vinhome nè, Vinhome bữa giờ tăng chờ tăng 15 17 cây rồi thì chỉnh cái cây này có cái vấn đề gì đâu. Nhưng nó cũng làm ảnh hưởng tới thị trường. Vít nè thấy chưa? Ta nói cái cây trần này nè không ai ăn được đâu có mình rơm em ăn thôi yên tâm đi áp lúc ly là xua không có bên không ai bên nào ăn được đâu à, con này mua con em mua điểm này nè ừ, mua trên núi bà đen mà lúc đó là em đi chùa trên núi bà đen tây ninh á là em mua con này đúng không thiên thời địa lợi nhân hòa mà đắc địa mà đúng không về cái nổ trần liền luôn lên trên đây bán nữa liền thế chưa? Còn đây vận động như nào, rung rủ nè, thấy Đua mấy cái cây này này xác suất ăn rủ là rất cao. Đua vô cái cây hướng lên này nè, cái cây mà phiên ngày bao nhiêu? 5 tháng 9 này nè, đã xác suất mua cây này là ăn bô rất cao. Thấy chưa? Hàng về cái rủ cho ba cây xuống. À, nhưng mà rủ về đây là khối lượng rất là thấp cứ để nó cân bằng để từ từ mình mua lại cover sau nói rồi trước lẽ là con nào tăng em bán hết rồi em bán một phần một phần hết thì bây giờ là chỉnh là giờ đừng có hỏi chỉnh là bán hay không Chỉnh là mua chứ bán cái gì Đúng không? VRE là tăng bữa giờ giảm nè Nhưng mà hôm nay giảm 4% thì nó cũng ảnh hưởng tới chỉ số rất là nhiều Thêm nữa là các cổ phiếu ngân hàng ha à, Ngân hàng cũng là nằm trong VN30 và nó tác động chỉ số tương đối Và anh chị thấy không? Sau một chuỗi lên nè Tụi ngân hàng bắt đầu có những trạng thái chỉnh nè Chỉnh thì chả bao nhiêu đâu Nhưng mà mỗi con một tí xíu, mỗi con một tí xíu, mỗi con một tí xíu thì nó sẽ làm cho cái chỉ số VN mình cứ con góp không phải mấy một điểm, một con góp không phải mấy một điểm. Đúng không? Cứ mười mấy con như vậy là VN giảm mười mấy điểm chứ có cái gì đâu. Vietcom cũng giảm nè. Thấy chưa? Nó làm cho cái chỉ số VN mình nó giảm xuống. Nhưng thật ra là băng thì bản chất á ta nói rồi về những cái vùng hỗ trợ này nè, anh chị nào mà thích nuôi dòng ngân hàng á kiếm một con nào về nền an toàn mua đi. Mua rồi để đó mà nuôi để đi chi? Mình chờ nó biến thành chờ con CTG xác nhận. CTG này giảm có bao nhiêu đâu? đúng không nhưng mà mình sẽ chưa có mua con này hình dung em sẽ có điểm mua như khi nào có thì em báo chờ nó dẫn dắt để nó kéo tất cả những con dòng ngân hàng lên nói chung anh chị đã view lên thì anh chị phải nuôi một con ngân hàng còn anh chị nào mà không có view giống em thì anh chị vui lòng bán ngân hàng đi nếu anh chị cảm thấy chán bán đi đừng cam nữa được chưa với tôi là tôi view lên đúng không tôi view là ngân hàng là dòng dẫn đó được không thì phải nuôi cho nên về những cái vùng nó có giảm bao nhiêu đâu đúng không về cái vùng nền là phải sở hữu một vài con lấy chứa một phần để vào điểm sóng chính thì mua thêm được chưa đó và đàm ơn đừng có đuổi khi mà nó về những cái vùng biên trên ai thích lướt ai nhanh nhạy thì về biên trên bán bớt ra chờ về biên dưới cô bờ lại chứ đừng có đuổi giống như stb nổi lên bán đi bây giờ chỉnh nhiều ra cứ cứ cho nó chỉnh rồi mốt có cái gì đâu đúng không hình dung như vấn đề như vậy thành nhưng mà mỗi con một tí xíu như vậy thành ra cái chỉ số của bờ này mình nó đi rất là nhiều được chưa nó giảm mười mấy điểm đó và thêm nữa những cái dòng mà bị đua nhiều hôm nay á, thì đa phần sẽ là dòng bất động sản và cái người ta cắt bất động sản ra nè cái con đất xanh nè cái cây này nè cái cây ngày 4 tháng 9 là em bán hết nè đây em thật ra em không tính bán đâu nói thiệt á. thật ra con đất xanh á, nếu mà anh chị che cái phần này đi nè cái cây này cái cây tuyệt vời luôn nếu mà về kỹ thuật á, không có cái gì mà xấu đối với cái cây đó cả nhưng mà tại sao nguyên lại bán tại vì nguyên có thông tin Nguyên biết là rất nhiều bên người ta ùa vô con đó. Đây nè. Chị nè. Đây lúc 2 giờ 33 phút thấy chưa lúc đó là vô ATC rồi đất xanh anh chị bán hết giá ATC đúng không thì đương nhiên ATC là giá cao nhất phiên đó bán đây nè có một bên vô gia tăng DSG tiếp nè vậy là không ok tự nhiên cổ phiếu nó bị nặng lên nè thấy không rồi em mua những cái điểm thấp nhất của những con ngân hàng nè đó nói chung cứ chỉnh là em mua mà tăng lại em hạ ra em bán bớt đơn giản thế thôi thành ra đó là lý do tại sao mà cái trong cái phiên này, này của con DSG nè tự nhiên đúng ra nếu mà một số bên người ta không gia tăng á là em đã cầm rồi chứ em cũng không làm gì đâu nhưng mà tự nhiên em biết gia tăng ra rồi cút chạy đúng không cái này em có chia sẻ một vài video rồi rồi hôm nay cái chính cái bên đó lại cắt ra một số bên đó cắt ra là đi đua qua cái con đa ba cô này con người ta nói này bô hàng dễ bô yên tâm đúng không cứ đua vô bô là cái chắc đúng không đánh loạn tung xi ngầu trưởng lên hết lán cao 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 cào đánh không ra đúng không Đó. một cái biên xe quay và lên không bao nhiêu xuống bao nhiêu lỗ mười mấy trăm hình dung ha nói chung là như thế à, góc nhìn mình như vậy thôi còn ngoài ra thì hôm nay nếu ai có bất động sản thì sẽ thấy là biên độ nhiều chứ ngoài ra thì cũng không có biên độ mấy nói chung chỉnh anh chị canh tùy theo tùy theo cái vị thế tùy theo cái cái chiến thuật và chiến lược của hệ thống anh chị đúng chưa còn hệ thống nguyên nguyên chia sẻ rất là kỹ ví dụ trước lẽ nguyên bán như thế nào thì bây giờ nguyên canh như thế nào đúng không bây giờ nguyên vẫn mê trụ mà hôm nay nguyên chưa làm gì đó thì còn ngày mai có điểm ca bắt đầu mình đi chợ một vài con trụ không? tư duy khác biệt thì mình mới xem kênh này phải chỉnh mình mới mua ai cũng nghĩ chỉnh bán đúng không ai giờ ai cũng hậu trụ con mấy con trụ này nó chỉnh quá nó cũng à. vậy mới là mua được đúng chưa Chứ còn mà cứ hút, hút 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 lên mà hỏi mua là 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 đi à. Hình dung nha. À cho nên chị thấy là về quan điểm và góc nhìn của Nguyên Nguyên không có thay đổi. Thành ra là Nguyên không có nói thêm gì về quan điểm của bản thân. Thay vào đó mình sẽ nói là Ờ à, chiến lược mình đặt ra như vậy. Thế chứ nó đúng như vậy thì mình làm. Hình dung ha, đó là rất hợp lý. Đó, ta nói xấu xấu túi túi lo mà canh đi. Tới lúc nó giật lên cái kiểu gì mình cũng có hàng trước. Mình cứ đợi nó đẹp, ta đó rồi con gái người ta chưa đẹp ở đầu tư vô người ta. Thì sau này người ta mới đẹp Còn người ta tự đầu tư là người ta kiếm cái mối ngon Người ta gỡ lại cái tiền đầu tư chứ Đúng không? Sửa mũi bao nhiêu tiền? Sửa mũi 80 triệu Làm ngực bao nhiêu tiền? Làm ngực 100 triệu Mới kiếm cái mối nào ngon gỡ lại chứ Đúng không? Mấy ông toàn đưa hít của thơm Đâu ra mà có Hình dung ha Hình dung nguyên tắc nó là như thế Được chưa? Góc nhìn có sẵn, view vũng có sẵn Cái chiến lược kế hoạch có sẵn Chứ đừng nó hiện ra Thì mình sẽ hành động tùy theo cái danh mục của mình đó hình dung ha cho nên chỉnh như vậy là một cơ hội rất tốt hình dung là vậy ha còn tăng thì tăng là mình canh bán rồi đó những cái lúc như thế này anh chị không mua thì lấy ra tăng mà có mà bán có mà mà, mà canh đúng không cứ cứ đi đua vào những cổ phiếu nổ rồi hôm nay cứ lên, lên rồi bắt đầu là đa ba cô đa ba cô đa ba cô bô cho coi đúng không lên rồi thấy ở đâu cũng đa ba cô hết rồi rồi Cục kiểu gì mà ăn cũng không được nhìn là biết cái gì đâu của thơm mà ở đâu cũng thấy gì là ăn cái gì hình dung ha rồi ok góc nhìn em chỉ có vậy thôi anh chị nha ờ anh chị nào muốn follow và bám sát anh chị mình hoàn toàn có thể tham gia vào room cộng đồng cũng như là room vip à, mọi thông tin của em dưới phần mô tả anh chị cần thêm những dịch vụ gì thì trên kênh của em có sẵn hai số điện thoại à, anh chị mình cứ liên hệ anh chị nha rồi cảm ơn anh chị rất là nhiều dành thời gian chiều nay xem video của nguyên nên chị thấy hai cho nguyên một like một đăng ký kênh để không bỏ lại những thông báo mới nhất khi mà nguyên ra video anh chị ha rồi cảm ơn anh chị mình rất là nhiều